Đây là máy tiện Takamak X12 hiệu hành là Fanuc 16i. Đây là nguồn cấp vào nè. Này điện vào là 3 pha 200V và 220 cũng được. Đây là tủ điện nha. Đây là màn hình, đây là on máy nè, on máy, off máy. Này là tay quay Hindo, này là thay dao tay. Đến đây là, này là edit, này memory, này MDI, Hindo, York và Zero. York nó sẽ kết hợp bấm vào đây, thì nó sẽ kết hợp cái nút này là Rabbit. Bấm nút này là Rabbit, chạy Rabbit chụp X, chạy Rabbit chụp Z. Thì bấm vào đây là Hindo, thì nó sẽ chọn trục này. Rồi mình mở màn hình lên nha. Rồi đây mở MC stop ra nha, mở MC stop ra này, nút này nút ta, nút này nút stop nè. Đây này là cổng truyền rỡ 232, này là chạy trục chính, tăng giảm trục chính tay nha, chạy trục chính tay nè, rồi tắt nè, chạy ngược nè. Này là fix ray, tức là fix gióp luôn. Rồi ok, thì bây giờ mình chọn Hindo nè. Hindo thì góc này nó có chữ Hindo ha. Đó, bây giờ mình chọn em đây thì nó tương tự, nó có góc em đây. Edit thì nó hiển thị edit nha. Còn này bây giờ mình chọn Hindo thì chọn cục XZ đây. Rồi. Rồi cái này chọn tỷ lệ nha. Ok. Rồi, mình chọn chế độ tay đây, mình bấm thay dao tay đây. Thay dao tay. Đó. Bấm nút này là thay dao tay. Chọn này là nước. Rồi đây là chạy chương trình mình dùng máy này M01 single lock, này giống như ra run ha, block skip. Bấm này lên thì ra run nó hiển thị ha. Okay. Rồi chạy trục chính tay này. Đó. Tắt đi ngược lại, mà đi ngược tắt. Rồi mình tăng giảm đây. Rồi bây giờ mình sẽ zero máy, mình offset dao, mình chạy một cái sản phẩm cơ bản nha. Rồi đây là hình zero nè, trên này nó là EF mà ha. Rồi bây giờ mình bấm, trước tiên mình chạy trục XZ ra vị trí an toàn rồi, chứ không cái zero nó quá cử. Rồi ở vị trí này, rồi X cộng Z cộng ha. Khi nào cái đèn này nó sáng lên là ok. Rồi này là ít đang ở vị trí gần quá, nó báo lỗi nè, không chính nghe nha, báo lỗi. Mình chạy ra ra xíu. Rồi gần quá nó sẽ báo lỗi là zero là 090. Rồi nó zero là sáng đèn được, x zero xong rồi đó. Rồi z zero, bên đó mình kiểm tra tọa độ mặt xin nó sẽ về không là ok. Rồi bây giờ mình sẽ thay dao, mình sử dụng dao số 6 và dao số 8. Rồi qua em đây gọi dao số 6 là mình gọi T600, nó sẽ ra dao số 6 nha. Rồi bấm start này. Rồi thay dao nhanh ha. Rồi mình lấy offset thì mình gọi trục chính chạy M3S500. Bấm start. Kẹp nhã chưa, kẹp nhã rồi ha. M3S500. Chưa chạy lệnh. Mình tắt này đang mặt xin lốc đó, chạy này. Ok. Rồi mình lấy cái này đi. Rồi, thanh đo nha, mình chuyển qua dốc chạy cho nhanh. Rồi, dép nè. Rồi, giờ mình chạy, mình lấy tâm, lấy dốc là chậm thôi. Ok. Rồi, chuyển qua thanh đo, mình quay trục này.
trộn chục chết ít chết trộn vào. Còn chưa ăn được chưa? Rồi, ok ha, tăng tốc độ lên. Ok. Trộn chục chết. Nè, đang giặt mặt. Ok, ép tâm nè. Rồi, bây giờ mình lấy vết ở vị trí này luôn. Thì mình vào offset nè, vào trang offset này ha. Đó, thì mình chọn offset. Rồi, bấm vào, nó sẽ ra geometry và gear. Thì bây giờ mình chọn geometry để mà offset cùng gear là bù. Đang là T số 6 thì mình bấm Z 0.measure. Đó, rồi tự động nó nhập giá trị vào luôn. Ha, thì tương 154.095 nè. 154.095 là ok ha. Rồi tương tự mình lấy ít nha, tương tự mình lấy ít thì tất cả các dao đều lấy như thế ha. Ok, quay hình đo này tập ghép vào. Rồi bây giờ mình chọn, mình chạm đây là mình lấy tương đối là 50 nha, 50. Ok, rồi mình để là ít 50 chấm measure là 157.2432. Thì cái số này cộng số này, số 108 cộng với lại 50 nữa là 158.242. Thì do mình đang upset bên quật ship, mình kiểm tra quật ship nha. Đây, quật ship đang 01 nè. Bấm đi, chỗ đi ha. Rồi trở lại upset x 0 cho x 50 chấm measure 158.242. Rồi tương tự cũng dâu kêu như tất cả các dâu mình đều lấy như nhau. Rồi dâu số 8 qua em đây, mình gọi dao T8. À, ok, bấm start. Đó, thì cái dao là cái dao tiền rang. Cái tiền rang thì mình lấy vết tương đối và ít chụp chạm mặt. Ít chụp mặt cả cái đường kính là ra cái tâm nha. Đây, chạm mặt. Hiểu gọi là gì ta? Đó, rồi, x đây, mình cho 50 ha. Rồi số 8, x 50 chấm measure, là nó ra cái số này ha. Rồi, tương tự, x, z mình lấy tương đối. Ok, z 0 chấm measure, rồi, nó ra cái số. Rồi, bây giờ đó là lấy xong offset. Mình làm cái chương trình, mình vào edit, mình soạn chương trình nha. Edit. Rồi game. Đó thì ra một cái chương trình ha. Thì mình muốn kiểm tra list chương trình là bấm chỉ đưa nè. Đó, nó ra list chương trình là mình lật trang. Trang đó. Thì nó ra chưa có chương trình số 1 thì mình tạo chương trình số 1 nha. O1 insert. Đó, nó ra chương trình số 1, LB insert. Đó là mình viết thôi. Đó là mình viết nha. Đó là cái chương trình mình viết. Mình viết cái thao tác. Còn bây giờ mình muốn xóa nó đi thì mình bấm O1 nè. Bấm chỉ delete nha. O1 delete là nó mắc vô O1. Đó. Mắc rồi ha. Rồi. Còn để mình truyền chương trình vào á thì mình vào cũng edit ha. Rồi, mình vào cái OBRT nè ha. Đó, bấm vào mũi tên này nữa. Nó có chữ read và bin ha. Read, mình read là mình truyền chương trình vào. Bin là mình rút chương trình ra nha. Còn để mình kiểm tra đường truyền là nó đang 12 là 19.200 nha. Rồi mình muốn chạy chương trình auto thì mình chuyển qua mod auto. Rồi mình chạy cái chương trình 1122 của mình nha. 112. Ok. Osir. Đó, nó ra cái chương trình này mình chạy ha. Mình kiểm tra lại chương trình. Đó, chương trình G7071. Rồi ok. G92 tiền rang. Rồi chạy hai dao. Rồi vào auto. Góc đây ra chương trình tên đúng của mình là ok. Rồi bật single lock lên. Bật chế độ F0 để chạy chậm. Rồi bấm start. Rồi nó chạy từng dòng lệnh ha.
Rồi, chương trình bây giờ chạy ra. Rồi 96 á, nó tăng tốc độ trục chính theo đường kính. Mình giảm cái ép lại 100% cho đúng nha. Rồi bỏ xin lock đi. Đang điện thô là G71, tiếng nó thì bên lại là G70. Đó thì chương trình mình nó đang chạy à. Anh chạy tự động hết nha. Thì có thể mình đóng cửa lại nhưng mà quay về cho nó dễ coi. Nếu như mình để M01 trong chương trình thì mình bật cái này lên, khi gặp M01 nó dừng. Nhưng mà như chương trình mình không có để nha. Rồi để mình cho nó. Rồi, chương trình mình có M01 nè. Đó, nó gặp M01 nó sẽ dừng. Rồi, để mình kiểm tra. Đó, bề mặt phôi, rồi kích thước phôi là ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng tiện răng. Tiện răng G92. Rồi, bấm Star nữa. Rồi, bọt single lock cho chắc. Đó, chờ ta. Rồi, nó chạy theo chương trình của mình ha. Ok, rồi bỏ single lock đi. Này đúng là cái tiện có nước nha mới đẹp. Không có nước nó dễ cạo phôi dính. Nó đang chạy G92 ha. Ok. Đó, bước rang nè, ok ha, bước rang là không tròn, đó, rất ok, rang ok, rồi, đó là mình chạy chương trình tự động, ok, G92, lý giải máy chương trình G70, G71, ok, rồi, thì cái chỗ này thì mình đóng cửa, thì mình cấm khí vào, ha, mình cấm khí vào chỗ đây. À, cấm khí vào thì khi mình đóng cửa này á thì nó kéo lại thì tự động cái cửa nó sẽ kéo chạy xuống luôn nha. Đó là một. Còn đây là dầu dầu bơm trơn, bơm dầu bơm trơn 68 rồi máy chạy các chức năng đều ok hết rồi mình nhả cho phôi ra ha. Ok. Rồi bây giờ mình muốn chạy nó trục chính, mình ra buông ra mình chạy nó sẽ báo lỗi ha. M3S200. Đó, nó sẽ báo lỗi. Thì bây giờ mình muốn vậy thì mình phải xét cái K lên nha. Xét cái K 14.6 lên nha. Vào BMC Keep. Bốn chấm sáu rồi offset không input. Rồi bây giờ mình chạy được chính tay thử nha. Rồi game
M3S200. Đó là nó ok. Để muốn kẹp trong bịt ngoài thì mình sẽ xách cái ca lên. Xách cái ca xách cái ca 14.6 lên nha. Ok. Rồi bây giờ mình đang kẹp trong thì mình lại xách xách nó xuống về không. Cái này tùy thêm một số máy nha, mình nữa dọn cái ca đó. Rồi qua máy này thì mình đây còn đây giới thiệu đây, thì đây là cái chỗ mà tăng giảm áp mà lập kẹp băng cặp ha, tăng giảm đi đó, tăng giảm xuống ha, đây là kẹp băng cặp.